Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn thôi. Đáng lẽ rằng là sẽ không có trải bài đâu. Sẽ chỉ là một số cái điều muốn tâm sự với mọi người. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như không trải bài á, thì chắc rằng là mọi người sẽ không có xem nhiều. Nên là hôm nay quyết định là sẽ trải một cái ngắn thôi để đăng vào lúc sáng này. Hôm qua thì sau khi đăng cái video lên và hôm qua cũng là ngày mà mình đã hôm qua là một ngày trăng trăng rất khá là tròn, cho nên là mình đem bài đi thanh tẩy. Thì cũng như là mình đăng lại lên đó, thì mình đọc được những cái comment của mọi người. Mình chỉ muốn có một số điều nhắn nhủ với mọi người là như thứ nhất, đó là mình rất là cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái channel của mình. Mình cũng không nghĩ rằng là cái tốc độ tăng của các bạn người đăng ký á nó cao nhanh nhanh như vậy. Có một số điều ở đây đó là thứ nhất về độ chính xác của trải bài. Về độ chính xác của trải bài, mình chỉ có thể xác nhận với các bạn độ chính xác của trải bài nó có đúng hay không. Đó là nếu như các bạn chỉ có thông qua cách các bạn cảm nhận về độ chính xác của trải bài của mình. Cái thứ hai nữa là bởi vì đây là một nguồn năng lượng rất chung. Rất nhiều bạn xem cái video của mình. Cho nên không thể nào mà mình luôn luôn đúng với tất cả mọi người, năng lượng của mình luôn luôn đúng với tất cả mọi người. Và khi mọi người xem cái trải bài của mình mong rằng là mọi người có thể đón nhận thông điệp nó một cách cởi mở nhất và open mind nhất cái suy nghĩ của mình. Bởi vì mình không xem riêng cho các bạn. Khi nào mình xem riêng cho mọi người á thì mình mới có được cái câu trả lời chính xác nhất cho vấn đề mà mọi người đang gặp phải. Còn về vấn đề trải bài chung ở đây, thì nếu như các bạn cảm thấy đúng với các bạn thì cái trải bài đó nó có thể đúng với các bạn một nửa, nó có thể đúng với các bạn khoảng 20, 30, 40, 50%, hoặc nó cũng có thể đúng với các bạn, đúng hết với các bạn. Hoặc một trường hợp khác nữa đó là nó hoàn toàn không có câu chuyện của bạn liên quan trong trải bài. Thì mong rằng là mọi người luôn luôn đón nhận cái thông điệp của mình một cách nó cởi mở nhất và đón nhận nhất có thể. Và thứ hai nữa đó chính là về vấn đề năng lượng chung của mình. Mình đọc được có những bạn thắc mắc là liệu là cái năng lượng của mình đó, nó có bị áp đặt lên cái trải bài hay không. Thì bản thân mình khi trải bài, bản thân mình đã chọn riêng cho mình một tụ rồi. Bản thân mình đã chọn riêng cho mình một tụ, tức là bản thân mình đã có một tụ bài trong trải bài này. Và mình dùng cái năng lượng của mình xem chung cho tất cả mọi người. Cho nên rằng là việc cái nguồn năng lượng của mình có bị áp lên trải bài hay không thì mình nói là không. Câu chuyện của mình nó sẽ không hoàn toàn nằm trên tất cả 4 tụ. Nó sẽ nằm ở một tụ mà mình đã lựa chọn mà thôi. Và nếu nếu nó đúng với mình bản thân mình cảm nhận nó có đúng với mình thì tức rằng là các bạn có thể lắng nghe, và nếu như nó phù hợp với các bạn thì các bạn đón nhận. Và nếu như nó không phù hợp với câu chuyện các bạn hoặc là không đi theo ý các bạn mong muốn thì các bạn có thể đi tìm những channel khác để các bạn nghe thông điệp mà các bạn mong muốn được nghe. Ha. Mình ở đây chỉ nói những gì mà bài hiện lên, mình ở đây chỉ nói những gì mà mình thấy và bài hiện lên như thế nào, mình phân tích như thế nào thì mình nói, và mình hoàn toàn không áp đặt cảm xúc hay là suy nghĩ cá nhân của mình vào trải bài của mình. Ok. Mong rằng là mọi người hiểu và đón nhận. Và rất cảm ơn mọi người. Rất là cảm ơn mọi người 2 ngày vừa qua. Trong mình làm từ lúc mình làm tạo cái kênh này đó là gần 3 tuần, thì bắt khoảng thời gian đầu á, từ lúc mà chưa có ai đăng ký á, cho đến lúc mà đạt được 100 người đăng ký á, thì rất là lâu, khoảng 1 tuần hơn. Nhưng mà từ khoảng 100 lên 200 thì hiện tại nó đã gần 250 rồi. Thì nó lại là một cái khoảng cách rất là nhanh. Và mình thấy rằng là có những bạn comment mình đọc rất là vui. Đó là các bạn nói rằng là cái trả bài của mình đúng đến 90% câu chuyện của bạn, hay là rất quá đúng hay là cái gì đó. Và các bạn cảm nhận được nguồn năng lượng của mình thì mình rất là cảm ơn. Nhưng mà đối với những bạn không tìm được câu trả lời như các bạn mong muốn, hay là các bạn cảm thấy nguồn năng lượng của các bạn không phù hợp với mình đó, các bạn có thể lựa chọn những kênh channel khác.
Bởi vì bản thân mình lúc trước cũng đã từng xem rất nhiều channel của về tarot, thì mình cũng đã xem rất nhiều rồi, nhưng mà hiện tại á mình chỉ xem có 2 kênh mà thôi. Bản thân mình là người cũng 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 có đi xem các kênh tarot khác, mình cũng chỉ xem có 2 kênh tarot mà thôi, bởi vì những kênh khác á nó không phù hợp năng lượng với mình. Và có 2 kênh là mình cảm thấy rằng là luôn luôn cái năng lượng đó nó liên quan đến câu chuyện của mình, và lúc nào tụ bài mà mình chọn nó cũng có câu chuyện của mình ở trong đó, những thông điệp nó vô cùng nhất quán. Và khi các bạn xem video của mình mà các bạn nói rằng là các bạn dù lựa chọn cái tụ nào ở video nào đi chăng nữa, thông điệp nó vẫn lặp lại, có nghĩa rằng là bởi vì đó chính là thông điệp dành cho bạn. Không thể nào mà bạn bạn bắt mình rằng là hôm nay mình cho bạn thông điệp như thế này, nhưng mà ngày mai bạn lại lựa chọn cái tụ bài đó mà cái thông điệp nó vẫn giống như cái tụ bài đó, thì bạn nói rằng là mình không có đúng, xem không đúng hay là cái gì đó. Với lại mình upload lên YouTube là để là một điều muốn chia sẻ với mọi người trong cái quá trình mình đến với Tarot như thế nào, và cái quá trình này mình muốn chia sẻ lại được những cái gì mình đã đúc kết được, những cái bài học của mình đã làm được, và mình cảm thấy mình đủ khả năng thì mình mới mở cái channel này. Cho nên rằng là và mình các bạn xem ở đây là các bạn nói nó có thể một số cái vấn đề nó sẽ hơi nghe nó có thể hơi hơi không thoải mái một chút, nhưng mà mình mong mọi người hiểu rằng là mình làm ở đây hoàn toàn là vì mình muốn chia sẻ với mọi người, chứ không vì bất kỳ một mục đích về tài chính nào cả. Nếu như mọi người tìm đến mình và xem bài riêng với mình thì bởi vì đó là nhu cầu của mọi người, lúc đó mình là bên cung cấp dịch vụ, cung cấp cái kết quả cho mọi người, thì lúc đó mình mới đón nhận cái điều mình mới nhận cái phần phần phí đó về cho bản thân mình. Còn các bạn xem trên này là hoàn toàn là bởi vì mình muốn cho mọi người, mình muốn gửi những cái thông điệp này đến cho mọi người mà thôi. Cho nên mong mọi người hiểu và đón nhận nó một cách thoải mái nhất, và nghe trải bài này nếu nó đúng thì chúng ta đón nhận, nếu như nó không đúng chúng ta có thể xem như đây là một cái video xem để giải trí mà thôi. Ok, nói nãy giờ cũng hơi nhiều, thì thông điệp cái chủ đề này là thông điệp bạn cần nghe ở thời điểm hiện tại. Bản thân mình cũng đã chọn một tụ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ bài đầu tiên ha. À, đây là tụ bài số 1, tụ bài số 2, tụ bài số 3 và tụ bài số 4. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ bài đầu tiên ha. Hôm nay mình sẽ chỉ rút Tarot mà thôi, bởi vì video này nó cũng sẽ ngắn thôi. Thông điệp bạn cần nghe ngay lúc này. Các bạn có Nine of Cups. Các bạn có Seven of Cups. Trời ơi, rớt bài nữa rồi. Đợi mình một chút thôi mọi người, rớt bài, rớt nửa bộ bài luôn á. Tụ này hơi bị phân vân lưỡng lự nha. Các bạn hình như là đang phân vân về một sự lựa chọn. Ôi, vậy là lựa chọn người nào? Lựa chọn tình yêu rồi. Oh my God. À.
Ok, đối với thông điệp các bạn cần nghe ngay lúc này, mình nghĩ rằng đó chính là các bạn cần phải lạc quan và nhìn về cuộc sống một cách nó lạc quan. Hỏi sao ta? Nhìn về mọi thứ trong cuộc sống này một cách nó cởi mở nhất, và nó bởi vì á, không phải rằng là cuộc sống này tất cả mọi thứ nó đều màu hồng với mình. Mình thấy rằng là các bạn đã từng trải, có thể rằng là các bạn chọn tụi bài này á, các bạn đã từng trải qua cái sự tổn thương trong quá khứ, cho nên là hiện tại á, khi mà mình thấy rằng là có một ai đó muốn offer cái tình cảm với bạn, một người nào đó muốn offer cái tình cảm với bạn, nhưng cái vấn đề của bạn ở đây đó là bạn rất là phân vân, rất là lo sợ, rất là lưỡng lự. Bạn không biết rằng là liệu á, cái người này có tốt với mình hay không, hay là cái người này có lặp lại những cái vòng lặp cũ như là những người cũ đã làm với bạn hay không. Và bạn không biết rằng là liệu như bây giờ bắt đầu với người này á, thì mình sẽ có lại bị tổn thương một lần nữa hay không. Thì mình thấy rằng là các bạn cần phải, thông điệp ở đây các bạn cần nghe ngay lúc này đó chính là sống lạc quan lên và có niềm tin vào cuộc sống, có niềm tin vào tình yêu. Thần tình yêu lúc nào cũng ở bên cạnh tất cả mọi người, và thần tình yêu nào cũng sẽ công bằng và trao yêu thương cho tất cả các bạn. Chúng ta luôn luôn xứng đáng để có được một tình yêu như mà mình mong muốn. Và mình thấy rằng là có thể cái người đang offer với bạn đó chính là cái người mà gọi là sao ta, cái người mà bạn đang đang chờ đợi bấy lâu nay, cái người mà bạn mong muốn, cái người mà bạn một người này sẽ mang cho bạn một cái tình yêu như là giống như là cái tình yêu mơ ước của bạn bấy lâu nay. Cho nên rằng là bạn cần phải đón nhận cái người này, không phải là đón nhận cái người này một cách cởi mở, và đón nhận người này một cách để giúp cho chúng ta cảm thấy rằng là có niềm tin hơn vào cuộc sống. Có thể người này sẽ mang lại cho bạn rất là nhiều cái niềm vui nè, và người này mang lại cho bạn rất nhiều hy vọng về một tương lai tươi sáng ở phía trước. Ok, đó chính là thông điệp này cho thứ hai các bạn. Vì là thông điệp ngắn thôi cho nên là thông điệp bạn cần nghe ngay lúc này thôi. Cho nên là sẽ ngắn thôi. Đó là thông điệp dành cho tụi bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thông điệp dành cho tụi bài số 2. Bài số 2, thông điệp các bạn cần nghe ngay lúc này. For the one, trời ơi, cái gì đây? God, four of one, three of one. Không biết điều gì nhưng mà cảm thấy rất là hứa hẹn. Mình thấy rằng là sẽ có một cái khởi đầu mới gì đó đến đây ha. Trời ơi. Trời, tụi này tình yêu lai láng tràn trề. Ok. Lúc nào cái lá cuối cùng này nó cũng gợi về cho mình những cái điều trong quá khứ. Ok, đối với các bạn chọn tụ bài số 2 á, thì mình thấy rằng là tuy là viên đá của tụ bài số 2 nó rất là nhỏ, nhưng mà tụ bài này là một cái tụ bài nhỏ nhưng mà nó rất là có vỏ. Đã có một chương cũ nào đó kết thúc ở đây, một cái chương cũ kết thúc ở đây rồi. Thật sự mọi thứ nó đã kết thúc. Các bạn đã biết nhảy ra khỏi cái tòa tháp đó để cứu lấy bản thân của mình. Các bạn đã biết
xây dựng những cái điều chắc chắn, những cái điều ổn định cho bản thân mình, và các bạn đang ở một cái nguồn năng lượng rất là tốt. Năng lượng của một người đi tìm sự ổn định trong cuộc sống, năng lượng của một người đi tìm những cái điều chắc chắn trong cuộc sống. Vì thế các bạn thu hút một cơ hội mới đến cho các bạn. Một vài bạn chọn tụ bài này có thể rằng là sẽ có một một cam kết ha, sẽ có một cam kết với một đối phương của bạn. Các bạn hai bạn á, sẽ cùng nhau, mình thấy rằng là hai bạn có thể rằng là hai bạn đã bước vô cùng với nhau một cái hành trình rồi, hoặc là cái người này sẽ mở ra một cái con đường, một cái hành trình mới với bạn, một cái cánh cửa mới với bạn, từ ba gậy lên bốn gậy nè, mọi người có thấy không? Ở đây có, ở đây nha, Ace nè, rồi hai ba bốn, nó theo thứ tự luôn á mọi người. Cho nên rằng là mình thấy rằng là những cái điều lần này á, sẽ có ai đó đến offer tình cảm với bạn, và bạn cũng có tình cảm với người này. Hai bạn có thể tiến đến một cái gọi là đính hôn, kết hôn, cam kết lâu dài với nhau, sẽ là một hành trình mới. Và kiếm này nó nói lên gì? Nó nói lên là sự thẳng thắn, là sự thật, là những cái gì gọi là chân lý, là chính nghĩa. Sẽ có những điều thật nhất được bộc lộ đến từ phía hai người. Trong bạn đang có những cái gì, nó sẽ có những cái gì, sẽ có những điều rất nhiều, những sự tốt đẹp phía trước đang chờ bạn. Cho nên là cứ đi đi, cứ đi trên hành trình của mình, rồi thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp lên. Và bạn như thế nào thì bạn sẽ thu hút lại được cái nguồn năng lượng như thế đấy. Ok, đó chính là thông điệp dành cho các bạn chọn tụ bài số 2. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 3. Rose Fortune. The Lovers. Trời ơi. Knight of Swords. Five of Pentacles. Seven of Swords. Nói chung rằng là luôn luôn, nó luôn luôn, mình thấy rằng là luôn luôn có ánh sáng trong tụ bài, các tụ bài của mình. Không có gì nó là triệt để, không có một cái sự buồn nào nó là mãi mãi, mà luôn luôn nó sẽ có hướng giải quyết cho tất cả các vấn đề. Ở đây mình thấy rằng là dường như các bạn vừa bước ra một mối quan hệ, bước ra khỏi cái mối quan hệ này, và các bạn đang ở một cái tình trạng nó là hơi mệt mỏi một chút ha, hơi mệt mỏi, hơi buồn bã một chút. Nhưng mà đây là một điều rất là cần thiết, bởi vì đây chính là một chặng đường bạn nhất định phải bước qua, bạn một chặng đường mà bạn nhất định phải bước qua khi mà bạn muốn muốn đạt được những cái điều mình mong muốn, những cái điều tốt hơn trong tương lai. Mình thấy rằng là những cái điều tương lai đó, nó vẫn sẽ hứa hẹn thôi, những cái điều trong tương lai nó vẫn sẽ rất là tốt đẹp với bạn, nếu như bạn không từ bỏ niềm tin với cuộc sống này, nếu như bạn không có ở mãi trong cái sự buồn bã, cái sự đau khổ này. Thì khi mà bạn lấy lại được cái sự thăng bằng, lấy lại được niềm tin, lấy lại sự hy vọng trong cuộc sống của bạn, thì cứ giống như là mặt trời, giống như là mặt trời chân lý chói qua tim vậy đó, rồi ánh sáng trái tim của bạn nó sẽ bật lại một lần nữa mà thôi. Bởi vì bánh xe số, ở đây có bánh xe số phận, số phận rồi, số phận đã an bài, số phận đã sắp đặt rồi, thì mình cứ xuôi theo dòng mà đi thôi, không có việc gì mà bạn phải lội ngược dòng cả. Khi mà bạn xuôi theo dòng á, thì tức là bạn chấp nhận cái hành trình của vũ trụ. Khi mà bạn chấp nhận cái hành trình của vũ trụ á, thì sẽ toàn những điều tốt đẹp đến với bạn mà thôi. Còn nếu như bạn cứ đi ngược với hành trình của vũ trụ á, thì bạn sẽ ở mãi trong
bạn sẽ ở mãi trong cái nguồn năng lượng của năm xu nè, là sự mệt mỏi, sự buồn bã, sự chán chường, thậm chí là các bạn sẽ phải bị ảnh hưởng về mặt sức khỏe. Đó chính là những cái điều nó không tốt. Còn nếu như bạn đi theo tiếng gọi của vũ trụ, bạn đi theo hành trình mà vũ trụ đã sắp đặt với bạn á, mặt trời chân lý chói qua tim, ánh sáng nó sẽ lại một lần nữa tiến đến với bạn mà thôi. Tình yêu với một ai đó sẽ vẫn là tình yêu. Nếu mà là tình yêu thì tình yêu sẽ mãi mãi tồn tại ha, tình yêu sẽ mãi mãi tồn tại, chẳng qua là bạn chưa gặp được cái người bạn cần mà thôi. Ok, đó chính là thông điệp cho tụ bài số 3. Chúng ta sẽ đến với thông điệp dành cho tụ bài cuối cùng, tụ bài số 4. Tụ bài số 4, thông điệp mà các bạn cần nghe ngay lúc này. The Hermit. Ace of Cups. Four of Pentacles. Five of Pentacles, Ace of Pentacles, Ace of Pentacles, The Magician, và Three of Wands. Okay. Thông điệp mà bạn cần nghe ngay lúc này là gì? Đó là quay trở về làm việc với bản thân của mình, ra đi khỏi một cái tình huống nào đó nó đã không còn phù hợp với mình nữa, ra khi khỏi cái môi trường nó đã không còn làm cho bạn phát huy được cái khả năng của mình nữa, một môi trường nào đó nó đã không còn chỗ để cho bạn có thể phát huy tiếp tục cái khả năng của mình, hoặc là một cái môi trường nào đó nó đã không còn đủ sự hấp dẫn để bạn tiếp tục phát triển và không đánh thức tiếp tục được những cái tiềm năng ở trong bạn và không thể phát triển hơn nữa con đường trong danh sự nghiệp của bạn, thì có thể rằng là đây rằng là thôi thúc bạn ra đi khỏi một cái môi trường nào đó. Nó không tệ, nó không tệ, bởi vì ở đây có 8 ly, có 8 ly, nhưng mà mình nghĩ rằng là bạn còn có thể đạt được nhiều hơn thế nữa, có thể là 9 ly, 10 ly ha. Cho nên rằng là đây chính là lúc mà các bạn được thôi thúc để ra đi khỏi một cái môi trường các bạn không còn tìm được cái khả năng của mình, cái khả năng của mình không được trọng dụng ở trong cái môi trường này để tiến đến một cái hành trình mới, một bước tiến mới và khai thác cái khả năng của mình một cách triệt để hơn nữa. Ở đây có lá The Hermit nè, là một người đi tìm tri thức, đi tìm những chân trời mới. Vì sao mình nói như vậy là bởi vì The Hermit là một người khi mà ở họ đã không còn cái niềm vui, cái sự thích thú, cái sự tìm hiểu với một cái môi trường cũ nữa rồi, thì họ ra đi tìm đến một môi trường mới để mà sáng tạo hơn, làm cho cái kinh nghiệm của mình nhiều hơn, và các bạn có thể làm ra được nhiều của cải vật chất hơn, hoặc là làm cho mọi người khác xung quanh thấy được khả năng, chứng tỏ khả năng của mình nhiều hơn. Ok, đó chính là thông điệp của bốn tụ bài của ngày hôm nay, rất ngắn gọn, rất nhanh nhẹ, rất ngắn gọn và rất nhanh, đúng không mọi người? Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe trải bài của mình, và hẹn gặp mọi người vào trải bài vào chắc tối nay. Tối nay mình sẽ lên một cái video đó là về thông điệp trăng tròn. Bởi vì tối nay là trăng tròn. Tối nay là trăng tròn cho nên rằng là mặt trăng, năng lượng của mặt trăng luôn luôn mang lại những cái điều gì đó nó tác động rất mạnh đến cho cuộc sống của chúng ta. Cho nên rằng là hãy đón nhận cái video, cái thông điệp tối nay nhé. Và một lần nữa, mình muốn nhắc lại với mọi người là hãy đón nhận thông điệp mà mình gửi đến cho mọi người một cách
cởi mở nhất, bởi vì không phải lúc nào bạn cũng sẽ tìm được câu chuyện của mình trong trải bài này. Và mình không hoàn toàn nói lên những gì mà bạn suy nghĩ, mình nói những gì nó là bài thể hiện lên như thế nào thì mình nói như vậy thôi. Mình hoàn toàn không có sự sắp xếp cũng như không áp đặt cái tư tưởng cá nhân của mình lên trải bài. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo.